Trong bảng danh sách những ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất trên Instagram, theo thống kê của Boost Bingo, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã là người dẫn đầu với thu nhập 41,7 triệu bảng Anh. Con số này còn nhiều hơn đến 14 triệu bảng so với mức lương CR7 đã nhận ở Juventus. Trung bình một post của Ronaldo có giá trị 971.000 bảng. Ronaldo có số lượng 222 triệu người theo dõi trên Instagram và trong 12 tháng qua, anh đã có 43 post để trả quảng cáo. Đứng thứ hai trong danh sách này chính là Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina có tổng thu nhập 25,2 triệu bảng Anh từ Instagram và trung bình mỗi bài viết có giá trị 631.000 bảng. Messi đã ký hợp đồng trọn đời với Adidas cùng nhiều đối tác khác. Ngôi sao bóng đá thứ 3 có mặt trong top 10 là David Beckham. Dù đã giải nghệ, nhưng Beckham vẫn là một tên tuổi rất hot. Anh có tổng doanh thu 9,6 triệu bảng Anh từ Instagram trong năm qua. Beckham có tổng cộng 63 triệu người theo dõi. Anh là đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Tudor Watch, Marina Bay Sands Hotel và Ken & Kewen. Xếp ở vị trí thứ 8 là Neymar. Anh là cầu thủ kiếm tiền nhiều thứ tư từ mạng xã hội với thu nhập 6,7 triệu bảng. Trung bình giá trị mỗi bài viết lên tới 617.000 bảng. Trong top 16 người kiếm tiền nhiều nhất từ Instagram còn có tiền đạo Ibrahimovic và huyền thoại bóng đá người Brazil Ronaldinho. Dù đã giải nghệ khá lâu, nhưng chân sút này vẫn kiếm được 4,47 triệu bảng Anh trong 12 tháng qua từ các bài quảng cáo trên trang Instagram của mình. Trong danh sách những cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất từ Instagram còn có cả chân sút của Bayern Munich Robert Lewandowski, tiền vệ Paul Pogba và tiền đạo Eden Hazard.